Với mong muốn thúc đẩy tinh thần yêu nghệ thuật và khát vọng của giới trẻ, cuối tuần qua tại Hà Nội, lễ hội văn hóa đường phố mang tên School of Most Festival 2017 đã diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Chương trình gồm nhiều nội dung vui chơi, giải trí đặc sắc, từ biểu diễn âm nhạc đến trình diễn các bộ môn nghệ thuật đường phố, thu hút rất đông bạn trẻ tham gia. Và đây cũng là thông tin mở đầu cho phần tin giải trí ngày hôm nay. Chủ đề của sự kiện School of Most Festival năm nay là Rock, Metal, Hardcore, thể loại âm nhạc cuồng nhiệt đầy mê hoặc. Các bạn trẻ được hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động với gần 20 nghệ sĩ ban nhạc đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Bên cạnh đó còn có các nghệ sĩ rapper đến từ ba miền của Việt Nam trình diễn, khiến cho không khí lễ hội thêm phần gần gũi và náo nhiệt. Hơn 500 năm tồn tại, làng mộc Kim Bồng ở xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chẳng những không mai một mà còn được phát huy bởi những người thợ giỏi tay nghề và luôn tâm huyết với làng nghề truyền thống. Các sản phẩm của làng mộc Kim Bồng đã trở thành một trong những thương hiệu không chỉ ở khắp cả nước mà còn vươn ra châu Âu, châu Mỹ hay những thị trường khó tính như Nhật Bản. Ngày nay, nghề mộc truyền thống không còn nhiều nữa, nhưng ở làng mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nghề mộc vẫn còn được truyền lại và giữ nguyên giá trị truyền thống bởi nghệ nhân Huỳnh Sướng, con trai của nghệ nhân Huỳnh Tri, truyền nhân cuối cùng của nghề mộc Kim Bồng nổi tiếng ngày nay. Mới đây, làng nghề mộc Kim Bồng được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây được xem là cơ hội để người dân và chính quyền địa phương tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của làng nghề hơn 500 tuổi này. Đồng bào dân tộc Rackline ở Ninh Thuận có nhiều loại nhạc cụ như đàn đá bác ái, đàn mã la, nhưng có lẽ độc đáo hơn cả là đàn cha bi, một loại nhạc cụ bằng ống bương tre được các nghệ nhân người Rackline chế tác và chơi trong các lễ hội. Các cụ già Rackline kể, chỉ người giàu mới có đàn mã la, còn đàn cha bi là loại đàn của người nghèo, phỏng theo tiếng đàn mã la và dễ làm, dễ sử dụng. Hình dáng đàn cha bi đơn giản chỉ là một ống tre to, người nghệ nhân tách vỏ tre lên làm dây, sau đó họ vót miếng tre thật nhẵn, nhét vào giữa hai sợi dây song song. Cứ như thế, người ta làm từ 5 đến 8 miếng tre, tùy theo vùng, ở Bắc Ái thì có 8 miếng. Khi chơi, người nghệ nhân áp một đầu ống vào bụng, dùng hai tay vừa nâng đàn vừa lấy các ngón tay bật vào các miếng tre. Miếng tre rung lên trên hai sợi vỏ tre, phát thành tiếng nhạc độc đáo. Ngày nay, đàn cha bi không còn bó gọn trong cộng đồng người Rackline nữa, mà tiếng vang của nó đã lan ra toàn quốc và quốc tế. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh 24 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24h@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ thì Bích Ngân và Quốc Huy xin thân ái chào tạm biệt.